Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng Âm Thanh Nghĩa Hạnh. Vâng, đây là một kênh chuyên cung cấp và bán những sản phẩm có chất lượng tốt để phục vụ theo nhu cầu đam mê của quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc có chung một niềm đam mê âm nhạc. Vâng, clip của ngày hôm nay và tại thời điểm như bây giờ cũng đã là hơn 9 giờ tối rồi. Cửa hàng Âm Thanh Nghĩa Hạnh sẽ test nhanh bộ sản phẩm như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy để gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội. Anh đã chốt đơn bên cửa hàng Âm Thanh Nghĩa Hạnh. Vâng, anh chốt một cặp loa Pewler CS99A màng FB và một chiếc Omni Sansui 8080DB còn nguyên hai lớp thùng. Sản phẩm tiếp theo nữa là anh chốt một chiếc đầu 747 có đèn tia. Cửa hàng Âm Thanh Nghĩa Hạnh cũng đã thông báo chi tiết hàng về bên cửa hàng Âm Thanh Nghĩa Hạnh rồi. Và clip này cửa hàng Âm Thanh Nghĩa Hạnh sẽ bắn tắt và test nhanh để đóng gói luôn sản phẩm trong buổi tối ngày hôm nay. 4 giờ 30 phút buổi sáng ngày mai, cửa hàng Âm Thanh Nghĩa Hạnh sẽ test hàng và gửi cho khách hàng có đơn đặt hàng bên cửa hàng Âm Thanh Nghĩa Hạnh. Và anh có chốt bên cửa hàng theo yêu cầu của khách hàng. Cửa hàng Âm Thanh Nghĩa Hạnh có ghi cho anh là 6 cuốn băng Akai, 6 cuốn băng Maxen 10. Vâng, sản phẩm thì cửa hàng cũng đã theo yêu cầu của khách hàng là những cuốn băng mà khách hàng đã đặt đây. Thì trong thời gian gần đây, anh khách hàng cũng đã thường xuyên ủng hộ các thiết bị bên cửa hàng Âm Thanh Nghĩa Hạnh cung cấp rồi. Vâng, anh có địa chỉ tại đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Hôm trước anh chốt bên cửa hàng Âm Thanh Nghĩa Hạnh một chiếc đài GF1000 và một chiếc đài GF3 số 7 có nguyên thùng. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ thông báo trên kênh để cho quý vị và các bạn đang theo dõi kênh trên mọi miền được biết bộ sản phẩm như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đã có chủ nhé. Vâng, trong những ngày gần đây thì những bộ 99A tiếp tục lại lên đường. Và ngày hôm nay thì những bộ sản phẩm của hai bác khách hàng có địa chỉ tại Hà Nội đã chốt thì các anh cũng đã nhận được hàng đầy đủ và ok rồi ạ. Vâng, xin gửi cho vị khách hàng xin được giấu tên, anh có địa chỉ tại đường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, một cặp loa 99A màng FB và một chiếc Omni Sansui 8080DB shop 747 trơn đèn tia và 6 băng 10, 6 băng M10 và một chiếc xương. Vâng, Chế Linh Thanh Tuyền này và Tuấn Vũ Chọn Ngọc, Chế Linh Đặc Biệt và Khánh Ni Toàn Nguyễn. Vâng, và trong này thì còn hai cuốn nữa, hai cuốn này là anh chốt thêm đây. Kim Đằng và Ngọc Sơn Hương Lan. Vâng, đây là một chiếc Omni Sansui 8080DB, cửa hàng thông báo chi tiết hàng về rồi. Và đây là một chiếc đầu 747 trơn đèn tia, rất đẹp luôn ạ. Cho mối duyên thêm mặn mà. Vâng, tại thời điểm này là ngày 7 tháng 10 năm 2021 và 21 giờ 16 phút nha. Cửa hàng sẽ test nhanh chóng để gửi hàng cho khách hàng. Sau này giấc mộng không thành thì đành đôi ngã chưa đừng u sầu làm chi. Em ơi em ơi, duyên tình dù có nhưng lòng ta mãi yêu nhau.
vâng, tại thời điểm như bây giờ thì cửa hàng Thanh Cái Hạnh cũng không còn cả âm ly san xôi 8080db và 9090db đang cháy hàng, và còn loa 99A thì vẫn còn, 888A thì vẫn còn một cặp. Vâng, vậy những vị khách hàng đam mê kênh của cửa hàng âm thanh Cái Hạnh, yêu thích những sản phẩm bên cửa hàng âm thanh Cái Hạnh cung cấp, quý vị và các bạn có thể vui lòng nhấn nút đăng ký kênh, sẽ nhận được thông tin hàng về trong các ngày, và những sản phẩm được những vị khách hàng chốt đơn ở clip của cửa hàng âm thanh Cái Hạnh thông báo tới quý khách hàng. Và quý khách hàng có nhu cầu đặt hàng hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số máy mà cửa hàng vẫn đăng hàng ngày: 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3 Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, vậy clip muộn như thế này thì cửa hàng âm thanh Đức Hạnh sẽ vắn tắt. Quý khách hàng chắc hẳn là biết những bộ sản phẩm xe phó mã như thế này chất lượng đỉnh cao như thế nào rồi. Vậy cửa hàng cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới vị khách hàng có địa chỉ tại đường Bạch Đằng, quận 2, Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã chốt một bộ sản phẩm như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy đây. Và cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những vị khách hàng trên 63 tỉnh thành đang theo dõi và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Cái Hạnh. Vâng, cửa hàng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.